Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm qua chúng tôi đi mua xăng ở cây xăng đường Bonza, cây xăng Chevron. Tự nhiên gặp một ông khách, ông ấy chào giáo sư. Xong rồi cái ông lại bảo giáo sư mất tóc dài quá rồi, giáo sư lại em có tiệm tóc mới mở, giáo sư mở hàng cho nó vui. Để giáo sư thấy cái nghệ thuật cắt tóc của em. Thế tôi cũng nghe lời, tôi bảo rồi, ông nói vậy tôi đi theo. Vì ông chê tôi tóc dài quá, trông bờm sờm. Là ông cắt, lấy tiền ông không chịu lấy. Ông còn cho thêm tiền nhuộm tóc. Cắt, nhuộm, không lấy tiền. Đấy, quý vị thấy không? Tôi nói với quý vị mà, cuộc đời của tôi nó có nhiều cái sung sướng lắm. Tự nhiên thiên hạ lo cho mình hết. Ông hất tóc, ông thấy tóc dài, ông lôi lại, ông ngồi, ông cắt. Xong rồi ông lôi ra, ông đi, ông nhuộm đầy đủ. Không làm thì ông không chịu. Cho nên tôi cũng cảm ơn ông Hùng nhé. Thương yêu anh em bắt cắt tóc, đè đầu ra mà cắt. Không bao giờ ngờ. Cắt xong lại còn đòi uốn, lại còn nhuộm, rắc rối. Mấy chục bạc, ông lấy tiền. Đó. Còn quý vị biết cái tuổi tôi bây giờ đâu còn thiếu tiền. Đến cái tuổi 80, 90 là không còn thiếu tiền. Là vì có ăn gì đâu mà có thiếu tiền. Không ăn chơi, không nhậu nhẹt, không hút sách, không bụi đời. Có đồng để ra ăn đồng. Cho nên tiền bạc đối với những người 90 như tôi chả còn vô nghĩa gì cả. Thế nhưng mà ông chịu lấy biết làm sao bây giờ. Có hôm một buồn cười thế này nữa cơ. Quý vị không ngờ đâu. Tôi đi đổ xăng ở đường Magnolia với gần đường Freeway, cây xăng Texaco, xăng đắt nhất. Bởi vì họ có cái phương pháp Refinery Technology, nó rất là gọi Textron, là một cái loại mà lọc dầu tinh tế nhất và đắt tiền nhất. Quý vị không tin, quý vị thử đi. Quý vị đang đổ xăng Aco vào khoảng 3.7, 3.8. Quý vị đến cây xăng Texaco 4.3 là thấp nhất, 4.7 cao nhất gần $5, đúng không? Bây giờ đang có giá đấy. Đây là cái giá tiền nó khác nhau, một gallon đến 4-50 cent. 3.78 mà lên đến 4.38, 4.29. Có phải hơn 50 sen, 60 sen một cả lông. Nhưng mà ở Mỹ này thưa với quý vị, tiền nào của ấy. Ngay cả xăng của Costco giá rẻ cũng vì nghệ thuật, vấn đề kỹ thuật mà lọc răng, lọc dầu của họ nó yếu. Nó vẫn còn nhiều lead, vẫn còn nhiều chất chì. Còn Texaco hay là Chevron, nó dùng cái gọi là Textron Technology. Nó lọc hết chì và lọc hết vấn đề pollution, cho nên xăng của nó rất nhẹ và rất mạnh. Quý vị đang đổ xăng Texaco, Aco hay là Mobil Oil hay là 76, quý vị đổ xăng Texaco hay là xăng Chevron, quý vị thấy cuộc đời nó lên tiên liền. Xe nó chạy nó giọt hơn, nó êm hơn và nó đỡ tốn xăng hơn. Là vì nó giọt cho nên nó ít. Còn những cái xăng của Aco, nó phải dùng cái sức mạnh hơn để nó kéo, cho nên phải tốn nhiều xăng hơn. Và tuy rằng nhìn nó rẻ, cuối cùng là đắt. Đây là chưa nói cái vấn đề bảo trì. Bởi vì xe Aco, hôm nay cho quý vị bảo Duyên Đại làm nghề quảng cáo cho Aco. Không phải đâu, cái này tôi làm nghề nó giúp cho khán giả. Vì có nhiều khán giả hỏi Duyên Đại, giáo sư à, tại sao một ngã tư đường thế này mà bốn cây xăng bốn giá khác nhau? Giá nhất là Aco hay là USA Oil, xong rồi tới 76, rồi tới Mobil Oil, xong rồi tới Chevron. Là vì Chevron nó dùng cái technology cao cho nó tốn tiền mà nó tốn xăng. Nó giúp cho xe quý vị chạy nó êm, nó không bị cái chất lead nó accumulate, nó tích lũy ở trong cái đầu bu ri xe của quý vị. Cái chất chì, chất than nó không có.
Cho nên quý vị thấy đi sang Texaco, quý vị không cần phải bảo trì vấn đề maintenance về vấn đề spark plug. Quý vị cứ thử đi, dám mất một tuần bỏ hy sinh cái chuyện khác để dành tiền mua xăng Texaco mà chạy, mua xăng Textron Chevrolet, nó gọi là Chevron, xe quý vị tốt, giọt hơn, êm hơn và đỡ hư hơn. Cho nên tôi cảm ơn ông Hùng đã thương tôi và giúp tôi cắt tóc không lấy tiền. Còn tôi kể cái chuyện cây xăng, đi vào cây xăng đó thì cái ông chủ, ông lại là người Việt, và ông nói rằng em là chủ ở đây, hôm nay giáo sư không lấy tiền. Và ông biết tôi đổ bao nhiêu, tôi đổ 45 đồng. Ông bảo không sao, xăng để đắt lắm, đổ đầy phải 45-50 là thường, không lấy tiền. Tôi hỏi ông có câu nữa. Ông bảo không có ngày nào là em bỏ sót chương trình của giáo sư. Gần đến giờ đó là vợ chồng em là ngồi sửa soạn buổi sáng cà phê cà pháo, xong rồi buổi tối đến cái giờ là phải mở. Ngoài cái giờ của giáo sư em chả mở cái giờ nào hết. Cho nên quý vị biết rằng tôi được đồng bào thương là như thế. Tôi từng nói nhiều lần, tôi có đến 2.000 người bạn, trên 2.000 người bạn. Trong đó là 1.500 là các bà, các cô, các cháu, gái. 500 là đàn ông, trong đó các anh em, có người hơn tuổi, có người ít tuổi, con cháu, các bác sĩ, kỹ sư, sinh viên, giáo sư, không thiếu một thứ gì. Các cô cũng thế, hoa hậu cũng có, rồi làm về mẹ thẩm mỹ cũng có, về uốn tóc cũng có, về giáo sư cũng có, về nhân viên, về bảo hiểm y tế đầy đủ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhà, luật sư, đàn bà. Mà tôi không dám nói tên, mà quý vị bảo tôi quảng cáo cho mấy luật sư. Nhưng mà khi những khán giả nào hỏi đến tôi, bảo giáo sư, bây giờ cái vấn đề của em là như thế này, người ta kiện em có tên trong một cái danh sách về vấn đề bảo hiểm, là cái người chết đi để lại cho em 90.000. Mà bây giờ con cháu họ đang tranh giành với nhau, người con trai bán cái nhà của bố mà không chia người em, bây giờ em nó đang kiện. Và cái bảo hiểm ở trong cái đó chỉ giá 500.000, riêng em được 100.000, 90.000. Thì bây giờ họ kiện nhau mà không phải tên của em, họ đưa tên mà tên sai, thì em có nên ra tòa không? Thì tôi mới gọi cái bà luật sư, bà ấy quen, thì bà mới giảng nghĩa, mà không tên mình thì lo làm gì, tên thiên hạ kệ chúng nó. Giống như Dương Đại đã nhiều lần chúng nó kiện, mà nó kiện nó cái tên rùi bu, không phải tên Dương Đại. Thì tại sao mình phải ra tòa mình nhận cho lãnh sẹo? Ông bà mình đã nói rồi, vô phúc táo đụng tình, vô phúc cho nên đáo tụng đình là mới phải ra tòa. Cho nên nếu chúng ta tránh được ba cái việc quan tòa là chúng ta hạnh phúc rồi, không rắc rối. Rồi câu chuyện hôm nay thế giới là sao? Quý vị hỏi Dương Đại, bảo ông thế giới hôm nay rất tuyệt vời. Không phải vì tôi là một con người nhìn cuộc đời bằng cái lăng kính màu hồng, mà tôi nhìn cuộc đời bằng cái sự thật. Thế thì sự thật hôm nay thế giới là sao? Nói về Trung Đông thì chúng ta thấy bây giờ ông Netanyahu, ông ấy là thủ tướng, ông ấy xuống chức dành cho 4-5 cái đảng nó hợp nhau để nó đánh ông. Nhưng mà không ăn thua, rồi ông sẽ là trở lại. Rồi nói về Trung Đông thì chúng ta Syria bây giờ đang tốt đẹp, Nga giờ nó vẫn nhượng bộ Mỹ, tàu cộng có nít quăng ra ngoài đường. Có bao giờ quý vị nghe ở Syria mà có tàu cộng nhảy vào làm cố vấn? Họ không cần. Syria tổng thống là Assad, nó là dân Do Thái gốc, mà nó cũng lại là dân Ả Rập Hồi giáo, nhưng mà nó không thích cái bọn tàu, nó bảo tàu ở dơ không chơi được. Cái khổ nhất cho người cộng sản tàu bây giờ, muốn con cóc muốn to bằng con bò, con ếch muốn to bằng con bò, thì đương nhiên ếch không đủ sức, cuối cùng sẽ phùng mang trợn mắt rồi nổ bùng hết. Là vì con ếch làm sao đủ khả năng bằng con bò. Bây giờ quý vị nhìn cho chúng tôi, tàu cộng bây giờ có 1.400 triệu dân đúng, nhưng mà khả năng của họ thì quý vị biết rằng toán cắp hết. Tôi không ghét người tàu cộng, tôi không ghét cộng sản, tôi không ghét cái thứ gọi là ba đời vô sản, tôi thương chúng nó thôi. Là vì chúng nó không biết lượng sức mình. Tập cả mình bây giờ tôi hỏi quý vị,
Hơn ai? Hơn Việt Cộng. Đúng. Người nào bảo cho tôi biết rằng là Việt Cộng bây giờ nó ái quốc đi? Nó nói một câu mà, chẳng thà mất nước còn hơn mất đảng. Thì bây giờ nó dâng nước cho Việt Nam, cho Tổ Cộng rồi. Thì đối với Việt Cộng đó là đệ tử, đầy tớ, nô tài của tộc của mình. Còn thằng Hun Sen là còn dốt nữa. Hun Sen bây giờ là còn dạ mời tộc của mình đến lập hai căn cứ quân đội. Có phải cái ngu nào trên thế giới một lãnh tụ mà để cho ngoại quốc đóng quân của nước mình? Nếu mà đóng quân hay cử của Mỹ, tốt. Vì Mỹ không bao giờ có mộng làm bá chủ thế giới. Bởi vì nước Mỹ này trời sinh nó ra để làm lãnh đạo thế giới. Tôi chỉ nói thế thôi. Bây giờ quý vị có năn nỉ nó chiếm, nó không chiếm. Bởi vì nó thừa tài trong vài phút, vài giây, vài giờ nó quấn gửi quân đội của nó đến tiêu diệt kẻ thù. Cần gì phải đi chiếm thiên hạ. Mà rồi là còn làm chết chóc lính Hoa Kỳ. Cho nên cái nơi nào mà có Mỹ đó là cái nơi đại phúc. Bằng chứng là những nơi nào có bóng dáng Mỹ là nước nó giàu. Ok, Salem, Coca đủ là nuôi cả dân tộc. Quý vị nhìn đi, Đại Hàn nuôi lính Mỹ từ năm 1953 đến bây giờ. Đại Hàn bây giờ là quốc gia kinh tế đứng thứ nhì ở Á Châu, sau lưng Nhật. Nhật Bản nhờ lính Mỹ chiếm đóng từ năm 1945 đến bây giờ, hàng trăm nghìn quân, và giờ này vẫn còn trên 40.000 quân. Nhật Bản trở thành kinh tế số 1 của Á Châu. Đối với thế giới là thứ nhì. Rồi chúng ta có nước nào? Nhiều lắm, đảo Guam bây giờ vẫn còn Mỹ, phải không? Rồi các quốc gia miền Tây Thái Bình Dương. Rồi chúng ta đi lên trên, Ấn Độ vẫn còn lính Mỹ. Nepal vẫn còn, mặc dù Nepal bây giờ theo Cộng sản, mà vẫn còn những cái đơn vị huấn luyện cho Nepal. Hồi Quốc vẫn còn lính Mỹ. Hồi Quốc giờ vẫn giàu, lại có bom nguyên tử, quý vị thấy chưa? Chưa nói đến Âu Châu, Anh Quốc giờ này vẫn còn 6.000 quân Mỹ đóng ở miền Nam London, ngay ở thủ đô của London. Và cả gia đình nó lên đến 20.000 quân Mỹ ở bên vùng đặc nhiệm là cái đất nước vua của nước Anh cắt cho quân đội Hoa Kỳ. Không phải một năm, không phải 100 năm, mà cho đến khi nào Hoa Kỳ vẫn còn cần. Bởi vậy nước Anh bây giờ vẫn giàu, nước Ý bây giờ cũng vẫn giàu là nhờ có lính Mỹ. Nước Đức giàu là nhờ có lính Mỹ. Nước Pháp giàu là nhờ có nước Mỹ. Ba Lan giàu là nhờ có nước Mỹ. Chỉ có thiếu một đường là Nga Xô bây giờ mời Mỹ mà Mỹ không đến. Quý vị tìm cho tôi một quốc gia nào mà có lính Mỹ đóng mà nghèo, kể cho tôi nghe. Chỉ có cái nước đần độn Anamit của mình, cái tên Vũ Văn Mẫu mới đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ. Cuối cùng cả nước bây giờ khổ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.